Có lẽ đây chính là phiên bản anh em khao khát mong chờ nhất, RTX 3060. Khoảng thời gian trước Tết, có rất nhiều thông tin được leak ra ngoài rằng là RTX 3060 sẽ trở thành một mẫu card quốc dân có mức giá vô cùng rẻ để dành cho anh em có số tiền hạn hẹp, anh em gọi là build các bộ PC tầm trung. Và tới bây giờ, mình đang có phiên bản 3060 tới từ PNI. Đây là một phiên bản cao cấp có mức giá bán lẻ rơi vào khoảng chừng 18 triệu đồng. Em không nghe nhầm đâu, mức giá của mẫu card đồ họa này sẽ là khoảng 18 triệu đồng. Dành cho một số anh em nào mà nói rằng đây là mức giá kiểu nó quá cao, thì bây giờ nhá, mình sẽ lấy một ví dụ. RTX 3080 khoảng thời gian đầu mới ra mắt sẽ có mức giá rơi khoảng từ 19 tới 20 triệu đồng là mức giá thấp nhất. Và bây giờ vẫn là phiên bản đấy khi các bạn mua mới, và đặt trường hợp là các bạn có thể mua mới tại các cái đại lý chính hãng, mức giá của mẫu card đấy sẽ rơi khoảng chừng 29 tới 30 triệu đồng trong mẫu card đồ họa mà vào khoảng thời gian vài tháng trước đấy, khoảng nửa năm trước đó, mức giá chỉ rơi khoảng chừng 20 triệu đồng thôi, thì anh em đã thấy được là cái mức giá card đồ họa đã leo thang như vậy rồi. Tuy nhiên, đối với phiên bản RTX 3060 thì câu chuyện đấy sẽ ít xảy ra hơn, bởi vì cái lý do NVIDIA đã tự tay bóp luôn mẫu card đồ họa này để nó không thể đào coin được. Thực ra thì vẫn có thể đào coin, nhưng mà hiệu năng đào coin đã giảm đi 50% rồi. Thế nên gần như các cái dân cày sẽ không lựa chọn 3060 để mang ra cày. Mức giá sẽ luôn ổn định theo thời gian, có thể sau này sẽ giảm xuống, thế nhưng mà sẽ không có chuyện gọi là tăng một phát phi mã lên như thế nữa. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào những vấn đề lớn để mình làm rõ cho các bạn. Đầu tiên thì là vấn đề mức giá mình đã làm xong rồi. Cái vấn đề thứ hai nó liên quan tới vấn đề hiệu năng. Hiệu năng khi mà RTX 3060 chưa được xuất hiện chính thức thì là nhiều người sẽ nghĩ rằng đây sẽ là phiên bản mạnh hơn cả 2070. Nhưng thực tế sau khi ra mắt, và mình cũng đã có xem một số bài test trước ở trên mạng, thì hiệu năng thực tế của RTX 3060 sẽ mạnh hơn một chút khi so với RTX 2060 Super và yếu hơn RTX 2070. Thì ở trong thời gian sắp tới khoảng vài ngày nữa, mình sẽ cố gắng đi mượn thêm một số các mẫu card đồ họa như kiểu là 2060 Super, 2070 mang về để test xem liệu cái thông tin mình xem trên mạng có chính xác hay là không. Thì khi đấy mình sẽ gửi đến cho các bạn một bài đánh giá chi tiết sau. Và vấn đề thứ ba liên quan tới lượng VRAM lớn một cách bất thường của RTX 3060. Phiên bản cao cấp hơn của 3060 là 3060 Ti. Chúng ta có 8GB VRAM, với 3060 thường chúng ta có 12GB VRAM. Tại sao lại có hiện tượng này xảy ra? Bởi vì cá nhân đồ họa của RTX 3060 dĩ nhiên là sẽ yếu hơn 3060 Ti rồi. Và cái lượng VRAM lớn như vậy thì liệu có tận dụng hết hay không? Thì câu trả lời sẽ phụ thuộc vào tùy tựa game các bạn chơi. Đối với một tựa game MOBA nhẹ nhàng như kiểu là Dota 2, chế độ phân giải 2K luôn, thì lượng VRAM tiêu thụ sẽ rơi khoảng từ 2 tới 3GB VRAM. Và một tựa game khác, một tựa game offline, đó chính là Horizon Zero Dawn, lượng VRAM chơi sẽ tiêu thụ rơi khoảng chừng từ 10 tới 11GB VRAM ở trên đấy. Và mình đã test trên độ phân giải gọi là 2K. Và đấy là lý do các bạn thấy được là cái vấn đề VRAM mặc dù là cao, thế nhưng ở một số các tựa game vẫn có thể tận dụng được hết. Hãng sản xuất yên tâm đã tính toán hết được vấn đề này rồi. Và thực tế ra với một cái hiệu năng như này, nếu như các bạn mà chơi game mà các bạn yêu cầu một FPS cao, thì mình nghĩ các bạn nên mua những mẫu màn hình có độ phân giải là Full HD. Còn nếu như bạn nào mà kiểu thích hình ảnh đẹp này, FPS chỉ cần trên 60 thôi, thì cái mẫu card này vẫn có thể đáp ứng được trên độ phân giải 2K. Một chút nữa mình test cho các bạn thì các bạn sẽ thấy được. Và để kết hợp được với RTX 3060 thì mình sẽ lựa chọn CPU là AMD Ryzen 5 3600, 4 thanh RAM với tổng số là 32GB bus RAM là 3200, để đảm bảo rằng không có một ông nào bảo bộ PC này bị nghẽn cổ chai. Và bây giờ sẽ là phần test hiệu năng trên độ phân giải 2K.
Và sau màn trải nghiệm năng vừa rồi, có anh em nào thắc mắc về kết quả hay không? Thì đấy, khi mà mình lắp vào vỏ cây thì LED RGB sẽ xuất hiện ở hai vùng. Vùng đầu tiên chúng ta sẽ thấy được logo GeForce RTX. RTX sẽ có đèn LED RGB. Và cái thứ hai nữa, nằm ở ngay bên trên khu vực backplate sẽ có thêm một cái khu vực đèn LED RGB nữa. Ở đây toàn tấm Mica thôi. Đèn LED sẽ chiếu được và anh em sử dụng qua phần mềm của PNI để có thể điều chỉnh. Và bộ nguồn yêu cầu cho anh em tối thiểu hoặc là tiêu chuẩn nhất thì mình nghĩ sẽ là bộ nguồn 600W công suất thực và tới từ các hãng nổi tiếng để có thể gánh được hiệu năng một cách hiệu quả, bởi vì phiên bản này sẽ sử dụng bo mạch tham chiếu tới từ NVDA và kèm theo đó là một cổng cấp nguồn 8 pin thôi, chỉ một cổng cấp nguồn 8 pin duy nhất nên cũng không quá tốn điện đâu. Vậy thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Và nếu như anh em có tiền thì anh em sẽ chọn mua phiên bản card họa nào, đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn lại anh em trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.